năm 2024, màn ảnh Hoa ngữ hứa hẹn sẽ chứng kiến nhiều siêu phẩm lên sóng, trong đó cũng có Khánh Dư Niên phần 2. Mới đây, tác phẩm này đã đạt 12 triệu lượt đặt xem trước trên Tencent Video, một kỷ lục trong lịch sử của nền tảng này. Mặc dù phải đợi gần 5 năm từ khi phần 1 kết thúc thì Khánh Dư Niên 2 mới ra mắt, nhưng nhiều khán giả vẫn cảm thấy sự chờ đợi này rất xứng đáng. Hãy cùng Cbiz Phim tìm hiểu xem rốt cuộc Khánh Dư Niên 2 có gì hấp dẫn mà lại được nhiều khán giả mong chờ đến thế nhé! Tóm tắt nội dung phần 1. Khánh Dư Niên là bộ phim cổ trang thuộc thể loại quyền mưu, được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của tác giả Miêu Nị. Để có thể hiểu được mạch phim, trước hết chúng ta cần nắm sơ lược về bối cảnh và nguyên cớ của những câu chuyện xảy ra trong truyện và phim. Bối cảnh câu chuyện của Khánh Dư Niên bắt đầu từ sự tuyệt chủng lớn của nhân loại bởi vì con người đua nhau ném bom hạt nhân, dẫn đến trái đất rơi vào sự hủy diệt, bức xạ hạt nhân tràn ngập trong bầu khí quyển, nền văn minh nhân loại còn sót lại trực tiếp quay trở lại thời kỳ nguyên thủy. Tuy nhiên vẫn có một bảo tàng khoa học và công nghệ quân sự đã tránh được số phận bị phá hủy vì nó nằm ở vùng cực Bắc. Các máy tính với thông minh nhân tạo trong bảo tàng đã đưa ra kết quả phân tích rằng sự tiến bộ của nền văn minh nhân loại chỉ có thể dẫn đến sự tuyệt chủng của con người và sự hủy diệt của thiên nhiên một lần nữa. Vì vậy, để bảo vệ loài người, bảo tàng trí tuệ nhân tạo này thông qua các máy móc cao cấp còn sót lại đã tìm kiếm những người còn sống sót trên toàn thế giới, dạy cho họ các kỹ năng cơ bản để tồn tại, nhưng thỉnh thoảng cũng đàn áp sự phát triển của nền văn minh nhân loại, để nền văn minh nhân loại luôn ở lại trong thời kỳ phong kiến. Với những máy móc thông minh và hiện đại, bảo tàng công nghệ này đã trở thành miếu thần với sức mạnh siêu nhiên trong mắt nhân loại thời kỳ này. Các robot thông minh mà nó gửi đến văn minh nhân loại cũng được ca tụng là sứ giả của miếu thần. Trong đó Ngũ Trúc chính là người máy có ngoại hình và kỹ năng vượt trội nhất. Bên cạnh sự điều khiển của miếu thần, thì bản thân Ngũ Trúc cũng có khả năng nhận thức nhất định. Xã hội con người dưới sự kiểm soát có chủ ý của miếu thần đã ở trong thời đại của nền văn minh nông nghiệp vũ khí lạnh suốt thời gian dài. Tại thời điểm này có 3 quốc gia trên đại lục là Nam Khánh, có quân đội mạnh mẽ, nhưng văn hóa lại tương đối lạc hậu, có thể coi là nhà Tần trong lịch sử của Trung Quốc. Bắc Tề, có ngành công nghiệp văn hóa tiên tiến, nhưng quý tộc trì hoãn niềm vui, vì vậy không nghĩ đến tiến bộ, quân sự trong một thời gian dài bị đàn áp bởi Nam Khánh. Đông Di Thành, là thành phố cảng, bởi vì thương mại phát triển mà không thiết lập các bức tường thành phố, nhà nước tự do, chỉ có chủ thành mà không có vua. Nhân vật chủ chốt liên quan đến mọi nút thắt trong Khánh Dư Niên chính là Diệp Khinh Mi, mẹ ruột của Phạm Nhàn, cũng là hoàng phi của Nam Khánh. Thân phận thật sự của Diệp Khinh Mi chính là một nữ tiến sĩ kỹ thuật đã xuyên qua thời đại, nàng là một người hiện đại đã tỉnh dậy sau thời kỳ băng hà trên địa cầu. Diệp Khinh Mi không đồng tình với những kết luận của miếu thần nên đã mang theo robot mạnh nhất là Ngũ Trúc cùng một ít bí tịch võ học và một khẩu súng bắn tỉa rời khỏi thần miếu. Chí hướng của Diệp Khinh Mi là thúc đẩy sự tiến bộ của nền văn minh nhân loại, thúc đẩy khoa học kỹ thuật và chế độ dân chủ. Vì thế trước tiên nàng lựa chọn kinh doanh ở Đông Di Thành, muốn thông qua sự phát triển của công nghiệp và thương mại để thúc đẩy tiến bộ thời đại. Nhưng nàng phát hiện thương mại có phát triển đến đâu cũng chỉ có thể vì quyền quý mà tạo ra tài phú, muốn cải cách xã hội vẫn phải bắt đầu từ chính trị. Vì thế nàng mang theo Ngũ Trúc đến Khánh Quốc lúc đó chính cục hỗn loạn, lại dân phong dũng mãnh, quân lực cường hãn. Diệp Khinh Mi ở Khánh Quốc quen biết Khánh Đế, lúc đó vẫn là một hoàng thất không được sủng ái, cùng với thân tính của Khánh Đế là Trần Bình Bình và người huynh đệ Phạm Kiến. Cả ba người đều ngưỡng mộ Diệp Khinh Mi. Sau đó, dưới sự giúp đỡ của Diệp Khinh Mi, Khánh Đế thuận lợi lên ngôi và cùng nàng thực hiện một loạt cải cách về chính trị, kinh tế xã hội tại Khánh Quốc, giúp Khánh Quốc trở thành quốc gia mạnh nhất đương đại. Tuy nhiên, những cải cách của Diệp Khinh Mi ở Khánh Quốc cùng với ảnh hưởng đối với Khánh Đế đã làm cho Thái Hậu, Hoàng Hậu và các quý tộc cũ ngày càng kiêng kỵ. Khánh Đế cũng nhận ra sự đe dọa của Diệp Khinh Mi đối với hoàng vị và chế độ quân chủ chuyên chế hiện có, do đó đã lên kế hoạch muốn trừ khử nàng. Từ đây, một loạt bí mật đã bị chôn vùi, những mối thù hận mới cũng hình thành cùng với cái chết của Diệp Khinh Mi. Quay lại với Khánh Dư Niên, tập 1 của phim mở đầu tại Nam Khánh Quốc, khi tướng quốc công Lưu Dụ khởi binh tạo phản chống lại Khánh Đế do Trần Đạo Minh thủ vai. Trong cuộc chiến loạn, con trai Khánh Đế là Phạm Nhàn do Trương Nhược Quân đảm nhận đã may mắn thoát nạn và được Phạm Kiến đem về nuôi dưỡng, dạy võ công, đào tạo thành một nhân tài. Sau khi trưởng thành, Phạm Nhàn đã vào kinh để truy tìm thân thế bí ẩn của mình và phát hiện ra nhiều sự thật kinh hoàng trong triều đình. Khánh Đế, đương kim hoàng thượng, chính là cha ruột của mình nhưng hắn cũng chính là kẻ đã sát hại mẹ mình. Cũng từ đây, Phạm Nhàn cũng vô tình bị cuốn vào cuộc chiến tranh giành quyền lực và những mối thâm thù của triều đình Khánh Quốc. Qua từng tập phim, khán giả sẽ đồng hành cùng chàng trai quê mùa sống ở Đạm Châu lên kinh thành để trả lời cho câu hỏi về thân thế.
Hành trình với hàng loạt những khảo nghiệm vô cùng khắc nghiệt và hiểm nguy ấy cũng sẽ biến Phạm Nhàn từ một anh chàng ngây ngô, không màng thế sự, dần bị cuốn vào vòng xoáy của tranh chấp, thù hận và dần trở nên gan lì, bản lĩnh hơn. Từ đây, Phạm Nhàn có thể dựng nên nghiệp lớn, rửa hận cho gia đình, cứu rỗi Bách Tính khỏi sự lầm than. Đan xen với những cuộc ám sát, mưu sâu kế hiểm bủa vây xung quanh nam chính, Khánh Dư Niên còn đem lại nhiều tiếng cười cho khán giả nhờ những mảng hài được lồng ghép khéo léo và đầy dụng ý. Phần 2 của Khánh Dư Niên và những điều hấp dẫn. Khánh Dư Niên một khép lại với cảnh Phạm Nhàn ngã xuống trước lưỡi kiếm của Ngôn Băng Vân trong sự ngỡ ngàng của người xem. Fan nguyên tác đều hiểu rằng các tình tiết trong phim đã được cải biên ít nhiều, nhưng điều này vẫn không tránh khỏi một cuộc bàn luận nảy lửa trên các diễn đàn mạng. Biên kịch của Khánh Dư Niên là Vương Quyện cũng đã có bài viết về nội dung liên quan đến cái kết của bộ phim. Việc Phạm Nhàn bị Ngôn Băng Vân đâm, Vương Quyện đã có phần tái bút rõ ràng cho nội dung liên quan. Biên kịch Vương Quyện đã đưa ra ám thị rằng Phạm Nhàn không hề bị đâm một cách bất ngờ, mà rất có thể Ngôn Băng Vân và Phạm Nhàn đã có thỏa thuận từ trước bằng việc Phạm Nhàn giả chết để giải nguy. Điều đáng chú ý đó là khi Phạm Nhàn ngã xuống, Vương Khải Niên không hề lộ diện. Khán giả suy đoán rằng Vương Khải Niên đã bỏ chạy trong đêm để tìm quân cứu viện. Một mặt để bảo vệ sự an toàn cho tất cả mọi người, mặt khác để loan tin Phạm Nhàn gặp nạn cho Trần Bình Bình và Khánh Đế. Tuy Trần Bình Bình đã lợi dụng Phạm Nhàn, Khánh Đế cũng nhiều lần khảo nghiệm Phạm Nhàn, nhưng hai người này vẫn rất xem trọng Phạm Nhàn. Khi được tin Phạm Nhàn chết, Khánh Đế và Trần Bình Bình chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc. Điều này không chỉ phá vỡ được cục diện do nhị hoàng tử sắp đặt, mà còn dụ nhị hoàng tử từ chỗ tối ra chỗ sáng, đồng thời cũng đưa Phạm Nhàn từ thế bị động biến thành chủ động trong ván cờ của Trần Bình Bình. Trong bài chia sẻ của mình, biên kịch Vương Quyện cũng tiết lộ rằng Vương Khải Niên, Cao Đạt, Ngôn Băng Vân và Phạm Nhàn sẽ hợp thành một nhóm 4 người cùng thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo. Ở phần 1, Ngôn Băng Vân và Phạm Nhàn đối lập nhau, nếu nói Phạm Nhàn cứu sống Ngôn Băng Vân khiến mối quan hệ đóng băng giữa hai người bị phá bỏ, thì việc Ngôn Băng Vân đâm Phạm Nhàn có thể sẽ là một mốc thay đổi lớn đối với mạch phim. Tiếp đó, fan nguyên tác đều biết Thái tử và trưởng công chúa có mối quan hệ tình cảm không bình thường, điều này cũng được thể hiện trong bản truyền hình. Phạm Nhược Nhược nhìn thấy một bức chân dung nữ nhân trong phủ Thái tử, đây giống như một bước đệm trong sợi dây tình cảm giữa trưởng công chúa và Thái tử. Nhưng theo dự đoán, mối quan hệ tình cảm này sẽ được thay đổi thành Thái tử yêu thầm cô của mình. Phần 2 này cũng chứng kiến màn quay lại kinh đô của trưởng công chúa sau khi bị hạ lệnh phải trở về đất Phong ở cuối phần 1. Trước đó, khi rời khỏi kinh thành, Lý Vân Duệ cũng từng nói sẽ tặng Phạm Nhàn một phần lễ vật lớn, liệu đó sẽ là gì? Câu trả lời sẽ được sáng tỏ trong phần 2 này. Trong nguyên tác, Phạm Nhàn có tất cả 5 người phụ nữ, Lâm Uyển Nhi do Lý Thấm thủ vai là chính thê và có một con trai với Phạm Nhàn. Ngoài ra Phạm Nhàn còn có 2 người con với 2 người phụ nữ khác là Tư Tư và Đậu Đậu. Nhưng trong phần 1, ngoại trừ mối tình với Lâm Uyển Nhi thì các mối tình còn lại đều bị lược bỏ. Điều đáng chú ý ở đây là trong kịch bản phim, ngoài Lâm Uyển Nhi thì Hải Đường Đoá Đoá cũng là cô gái có sức ảnh hưởng rất lớn với Phạm Nhàn. Trong tiểu thuyết, khi Phạm Nhàn ở Giang Nam đều có Đoá Đoá ở cạnh. Nếu phần nội dung này được tiếp tục trong bản truyền hình, thì rất có thể Hải Đường Đoá Đoá sẽ trở thành sợi dây tình cảm của Phạm Nhàn trong phần 2 này. Ngoài ra, phần 2 còn có sự xuất hiện của công chúa Bắc Tề do Mao Hiểu Đồng thủ vai và 2 nhân vật khác do Kim Thần và Vương Sở Nhiên thủ vai cũng sẽ có mối liên hệ mật thiết với Phạm Nhàn. Mặt khác, trong phần 1 các vị đại tông sư vẫn chưa lộ diện, cả Khổ Hà, Tư Cố Kiếm, Diệp Lưu Vân chỉ mới được nhắc tên chứ chưa thật sự lộ diện. Thêm vào đó, vị tông sư trong Hoàng cung Nam Khánh cũng chưa được tiết lộ và đây cũng là những điều có thể trở thành nội dung trọng tâm của phần 2. Nếu tổng kết các phần của Khánh Dư Niên, có thể chia thành các phần theo thứ tự là Diệp Khinh Mi bị giết, Phạm Nhàn vào kinh, Phạm Nhàn lên phía Bắc, Bắc Thượng, Phạm Nhàn xuống phía Nam, Nam Hạ, vụ việc Đại Đông Sơn, cái chết của Đại Tông Sư, cái chết của Trần Bình Bình và cái chết của Khánh Đế. Trong đó, nội dung phần 1 chủ yếu bao gồm phần Diệp Khinh Mi bị giết, Phạm Nhàn vào kinh và Phạm Nhàn lên phía Bắc. Những nội dung này chỉ mới chiếm 1/3 nội dung nguyên tác. Những phần sau nội dung sẽ càng thăng hoa hơn, từ sự tranh đấu giữa hai người trở thành sự tranh đấu giữa hai nước. Vì thế, phần 2 của Khánh Dư Niên hứa hẹn sẽ còn lôi cuốn và hấp dẫn hơn nữa. Dàn diễn viên thực lực và tuyến nhân vật đa màu sắc. Ngoài kịch bản hấp dẫn thì một yếu tố khiến mình và nhiều khán giả phải khen ngợi ở Khánh Dư Niên, đó chính là dàn diễn viên thực lực đỉnh của chóp. Đảm nhận nhân vật trung tâm của phim, Trương Nhược Quân đã khiến người xem phải trầm trồ vì diễn xuất ấn tượng, biểu cảm hay đài từ đều không có điểm gì để chê. Dàn diễn viên gạo cội như Trần Đạo Minh, Ngô Cương hay Vu Vinh Quang đều cho thấy gừng càng già càng cay, ai xem cũng phải tắm tắc khen ngợi. Ngay cả Quách Kỳ Lân, Tống Giật, Tân Chỉ Lôi,
Dù chỉ là nhân vật phụ nhưng cũng đã hoàn thành quá xuất sắc vai trò của mình. Mỗi nhân vật đều được lựa chọn kỹ lưỡng, đảm bảo các yếu tố hợp với nhân vật về cả tính cách và tạo hình. Bộ phim không chỉ xoay quanh Phạm Nhàn mà nó còn lồng ghép câu chuyện của những nhân vật xung quanh. Mỗi nhân vật phụ đều có vai trò nhất định, sự xuất hiện của họ làm nổi bật cả nhân vật chính và cả nhân vật của mình. Như Vương Khải Niên, trợ thủ đắc lực của Phạm Nhàn, y là một tên mê tiền chính hiệu. Cuộc sống của lão Vương chỉ có phu nhân, tiểu nữ và tiền. Thậm chí, đến lúc nguy hiểm tính mạng còn sợ vì phu nhân chưa cho phép chết. Nhưng thực chất, Vương Khải Niên rất trọng tình nghĩa, nguyện theo Phạm Nhàn dù biết mình sẽ chết bất cứ lúc nào hay bỏ ra một số tiền lớn để mua nhà, đất cho đồng môn. Ngoài ra còn có Phạm Tư Triệt, người anh em láu cá của Phạm Nhàn. Nhìn bề ngoài thì vô tư, nhưng vẫn luôn lo lắng cho mẹ, rất sợ chị gái của mình và luôn xem cha và đại ca của mình chính là thần tượng. Vì cha mà thay đổi sở thích hay cố gắng giỏi về kinh doanh buôn bán để được cha công nhận. Điều may mắn ở phần 2 của Khánh Dư Niên đó là giữ lại được toàn bộ dàn diễn viên chủ chốt, ngoài ra còn thêm những gương mặt mới như Mao Hiểu Đồng, Vương Sở Nhiên, Phó Tân Bác, Ngô Hạnh Kiện. Nhìn đâu cũng toàn thấy diễn viên thực lực và những ngôi sao có diễn xuất ổn áp cả, đúng là sự hoành tráng của Khánh Dư Niên 2 khiến ai cũng phải kinh ngạc. Chưa biết nội dung của Khánh Dư Niên 2 sẽ như thế nào nhưng nhìn qua dàn diễn viên thì khán giả đã thấy khoản diễn xuất đã được bảo chứng. Liệu Khánh Dư Niên có phá được lời nguyền phần 2? Một phim Hoa Ngữ hẳn là đều đã biết rõ về lời nguyền phần 2 khi những phần tiếp theo của các dự án vốn đã rất thành công trước đó thường sẽ dễ rơi vào cảnh flop. Nguyên nhân là vì những sự tinh hoa nhất đều đã quy tụ ở phần 1 rồi, sang đến phần 2 thì yếu tố nội dung, diễn xuất đều phải xuất sắc hơn gấp bội thì mới có thể đáp ứng kỳ vọng của khán giả và tiếp tục gây bão trên màn ảnh. Chẳng hạn như trường hợp của Lang Nha Bảng phần 2 và Đại Tống Thiếu Niên Trí phần 2, dù phần 2 có nội dung không đến nỗi nào, diễn xuất cũng tốt nhưng cả hai bộ phim này đều không thể tạo nên hiệu ứng tốt như phần 1. Vậy nên, khán giả đặt kỳ vọng và háo hức chờ đợi Khánh Dư Niên 2 nhưng cũng rất lo lắng cho số phận của bộ phim này. Về diễn xuất thì không đã cần phải bàn cãi nữa, điều quan trọng nhất vẫn là phần kịch bản của bộ phim sẽ như thế nào thôi. Nếu biên kịch có thể giữ được sự mới lạ và hấp dẫn, lồng ghép các yếu tố quyền mưu đặc sắc vào nữa thì khả năng thành công như phần 1 là rất cao. Nhưng nếu biên kịch mà yếu tay đi thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến Khánh Dư Niên 2. Vì thế phim vừa nhận được sự kỳ vọng cực kỳ cao của khán giả, nhưng đi kèm với điều đó còn là một áp lực cực kỳ lớn đối với Khánh Dư Niên 2. Còn bạn thì sao? Bạn đặt bao nhiêu phần trăm kỳ vọng cho phần 2 của Khánh Dư Niên? Hãy cùng chia sẻ cùng chúng mình dưới phần bình luận nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. See you!